trong cái bucket đó không ai dám áp dụng vô cái da mình nhưng mà mình làm cho khách, đúng không? Mà trong cái đó sản phẩm của Nutrisin rất là tốt, chị biết tốt không? Có ai đã từng dùng sản phẩm Nutrisin trong tiệm, đúng không? Biết nó tốt đúng không, mà lại không dám nói. Cái hàng dởm thì nói ào ào, mua cái hàng dởm thì giới thiệu ào ào cho khách, đúng không? Đúng không? Nhưng mà rất một số người á, người ta biết nó tốt, yes, mà không dám nói. Đi ra ngoài mua cái hàng gì đó không biết có nguồn gốc, lại về nhà nói ào ào. Cái tâm lý của mình là chỗ đó wrong, thấy không? Rồi cái kế tiếp nữa cho chị thấy nè, nếu như người ta đã chấp nhận là bị lớp rồi, thấy không? Mà mình không xài sản phẩm tốt, mình xài sản phẩm rẻ tiền, nó thấy không gì khác biệt đó. Cái regular 15 phút sau cũng khô rang, cái đi lớp này anh chị câu thêm giờ thôi, mà nó ra ngoài 15 phút sau cũng khô rang, bởi vì sao đâu làm nữa đâu? Nó làm lần một nó không làm nữa. Nhưng mà người Mỹ sẽ trả tiền cho anh chị với điều kiện khác biệt. Đừng nghĩ đâu nó có tiền, nó sẽ trả tiền cho anh chị với điều kiện là khác biệt. Ở chỗ này nè, anh chị nên nhớ rằng cái manicure chứng minh cho anh chị thấy cái manicure hồi xưa giờ thì sao, 12-15 đồng thôi, khó có thể nào mà nâng cái manicure lên 20-30 đồng. No way, manicure mà chị biết manicure mà, nhưng mà ngày hôm nay nó trả tiền manicure double money. Thì cái gel ra đời, chị thấy làm gel không, làm color gel không, nó cũng là manicure thôi, mà chị đâu còn phải massage gì đâu, chị cứ sơn cái gel thôi. Cái màu cũng là cái màu em nói với liên quan chứ, cũng là cái màu đó. Hồi xưa nó làm manicure cũng là màu đó, bây giờ nó làm gel cũng là màu đó, đâu khác gì đâu. Mà tại sao nó trả double money, đúng không? Hồi xưa nó cũng vô manicure nó cũng sơn cái màu đó, chị trả lấy 12 đồng thôi. Bây giờ nó cũng vô nó sơn y chang cái màu đó mà là gel thôi, nó trả lên có thể là hơn double nữa. Là có nghĩa là khách có tiền hay không? Nó có tiền chứ, nó sẵn sàng trả double. Tại vì nó khác biệt là sao? Cái kia 3 ngày tóc, cái này 2 tuần nó mới tóc. Nó sẽ trả đặc biệt, nó sẽ trả double, nó sẽ triple luôn nếu trường hợp khác biệt. Chứ đừng có nghĩ là nó không có tiền. Chỉ có cái mình không có làm gì khác mà lấy thêm tiền thì không được thôi. Mình không có làm gì khác mà đòi lấy thêm tiền, ý mình một đồng nó cũng không trả. Đúng không chị? Đúng không? Mình trả thêm tiền tại vì nó khác biệt mà. Thật ra khi mà chị làm deluxe mà chị làm khác biệt, về nhà một ngày sau nó vẫn còn feel mịn màng, thì kỳ sau nó quay lại làm tiếp. Tại nó phụ nữ mà mấy chục năm nay mà chị nói nhiều khi chị làm 23 năm trong nghề, nhưng mà nó làm ba mấy năm làm nail nó rành hơn mình rất nhiều. Bởi vì có một số người á, làm xong khách mình đi, tại mình làm bán supply mà, cái tiệm nào đang xài hàng này cứ khách xuống rẻ, khách xuống rẻ từ từ dắn luôn, thấy rõ ràng. Và cái tiệm nào từ hàng rẻ tiền lên hàng mắc tiền, cái tiệm càng ngày càng đông. Anh chị có thể xếp 50 cent, có rất nhiều người xếp 50 cent nghĩ là khách hàng không biết, anh chị mua gì đó rẻ mất hơn rẻ 50 cent, nhưng mà chị nghĩ đơn chị đừng có happy chị xếp 50 cent mà chị mất 500 đồng, có thể năm thậm chí 5.000 đồng vì mình xếp 50 cent. Tại chị mất một người khách thì mất nhiêu tiền một năm, mà cái người khách đã đi rồi nó kéo theo 2-3 người bạn đi thì chị mất bao nhiêu tiền một năm. Anh chị try xếp 50 cent mà chị có thể mất 5.000 đồng. Còn nếu như chị bỏ vô 50 cent mà chị tăng lên 5.000 đồng thì gì? Yes, cái đó là cái business của chị làm về kinh doanh. Tại vì mình nói rất nhiều, không phải mình nói mọi người, nhưng mà rất nhiều người làm kinh doanh mà không được đào tạo qua trường lớp kinh doanh. Tại khi chị đào tạo qua trường lớp kinh doanh là chị biết cách nào để làm sao lấy tiền. Người Mỹ mà muốn mở một cái tiệm ra thì sao? Nó học qua cái lớp huấn luyện về kinh doanh. Ở Việt Nam mình đa số là mình làm, mình mở tiệm thôi, rồi lấy công làm lời thôi. Mình hỏi anh có phương cách nào giúp anh chị tiệm tăng thành công không? Thì có một người, có một đa số 10 người là 10 người nói công, cuối cùng là giảm giá. Hỏi chị có cách nào để giúp tiệm chị tăng thành công không? Có, giảm giá. Đó lý do tại sao mở tiệm, cái business của mình, cái tiệm nail mình càng ngày càng đi xuống. Tại vì ta không có qua đào tạo. Người Mỹ hà sớt đau chứ không có dụng mà sớt xuống giá, nó nâng giá lên thôi à. Có thấy nó có sớt, nó không, nó cũng làm nail giống mình cũng làm nail, mà tại sao giá nó không xuống mà mình xuống hoài, đúng không? Đó là cách nha. Cho anh chị thấy, bây giờ chị biết rằng cái pedicure là cái mà đang hốt bạn. Bây giờ chị phải phục vụ làm sao mới làm cho nó better hơn, mà chị dùng những sản phẩm này về nhà last long hơn, nó sẵn sàng trả tiền. Mà khi mà chị làm sản phẩm này, mình nói cái tiệm của ông anh mình nó hồi xưa chỉ có 20% pedicure thôi, bây giờ có thể nói 80% pedicure nhờ vào sản phẩm này. Tại nó khác biệt, khi nó tới nó làm này không thôi, bây giờ tạo ra uy tín cho nguyên trong tiệm luôn. Nó tới cái tiệm đó là mình làm cho cái chân mình rất là mịn màng, về nhà vẫn còn nhẹ nhàng nữa, mà gót chân nó rất là còn smooth. Còn cái hồi xưa làm cũ thì sao, gót chân ra xe là nó khô chân, khô rang gót chân liền. Và kế tiếp nữa là cái dịch vụ mask, cái này là cái đang giúp cho tiệm nail kiếm thêm không rất là nhiều. Ông anh mình hồi xưa đó, lúc mà mới bắt đầu ra làm tới đây thì 2 tháng thôi, chỉ có 1-2 người khách làm một ngày thôi. Làm mà bây giờ có thể nói một ngày 20-30 người khách hàng làm mask, mỗi ngày có thể kiếm được gần 500 đồng 600 đồng extra từ cái mask. Hồi xưa giờ không giờ kiếm được đồng nào hết á. Anh chị biết có những cái mà chị làm thiệt mà ăn giỡn, mà có những cái chị làm giỡn mà ăn thiệt. Anh chị trong kinh doanh này có những cái mà chị làm giỡn mà ăn thiệt,
mình đó giống như cái cách đây mà mình nhớ cách đây 5 năm về trước đó, chị biết là lúc mà eyelash extension đâu gắn lông mi không? Chị biết không, khi chị bắt đầu thì sao chứ một hai người gắn thôi, mà bây giờ rất nhiều người thợ nail đang kiếm rất nhiều tiền vì gắn. Bây giờ có nhiều tiệm bây giờ mua thùng vậy gắn. Hồi xưa chị muốn làm sao kiếm thêm một đồng thôi, bây giờ kiếm còn nhiều hơn làm nail. Có những cái mà chị làm dở mặt thì bây giờ cái mask này cái mà đang kiếm được tiền tăng lên rất nhiều. Hồi xưa giờ khách hàng cũng bước vào tiệm mình đúng không, mình đâu giờ kiếm được tiền từ cái mặt đó đâu. Bây giờ chị có thể làm apply lên thôi, có thể tốn của chị 2-3 phút mà chị có thể kiếm 20 đồng. Mà thử anh chị nghĩ đi, nếu một ngày 5-10 khách thì chị đủ dư tất cả tiền rent. Rồi nếu chị không làm cái này chị đâu giờ có thêm bên không đâu, cũng là người khách hàng đó thôi mà chị có thể làm cho ta happy đúng không, người ta có thể sai cho chị thêm tiền tiếp nữa. Mà không những vậy, một số người ta họ còn hỏi ồ tôi đang bị wrinkle, tôi đang bị da như này mà có gì thêm. Mặc dù mới đầu tiên chị làm chưa có người biết đi, có thể 1-2 người làm thôi, nhưng mà từ từ thì sao, nhiều người làm thì sao, từ từ cái business của chị có thể làm sao mình bán được sản phẩm tốt đẹp thấy không, mà chị kiếm thêm extra income. Anh chị đang làm chủ tiệm nail sở hữu một cái kho vàng trong tay mình quyết khai thác, toàn là những người phụ nữ đang muốn làm đẹp không bước trong tiệm vào tiệm với chị. Mà những người này hồi xưa giờ mình không phục vụ cho họ thôi, họ đi qua chỗ khác ta làm thôi, đâu phải là ta để như vậy đâu, ta đi qua chỗ khác ta làm thôi. Không, tại sao quân mạng nó càng ngày càng đông khách, tại vì all in one, cái gì có trong đó hết, vô trong đó thì mua luôn. Thì bây giờ biết sự cũng vậy, bây giờ chị thấy day spa mở ra everywhere, mình bây giờ đi đâu vậy thấy day spa mở ra tại all in one, ta phục vụ bây giờ là vậy đó. Thấy không, chị mình nâng cấp cái tiệm lên, ta làm đủ hết, phục vụ hết. Còn mình không có theo kịp thị trường là mình càng ngày càng xuống đi, biết sự của mình càng ngày càng xuống đi. Và cái kế tiếp nữa nè, cái sản phẩm mà Soul Solution này, có ai đã từng bán sản phẩm này trong tiệm? Wow, có nhiều chị ha. Anh chị biết rằng bị khô chân nước chân giống vậy nè, thì nó phải 80% khách hàng bị khô chân nước chân, đặc biệt nhất là cái vùng này, tại xứ lạnh. Xứ lạnh thì càng nhiều càng khô nữa. Mình có thể nói là 10 người là 9 người khô chân nước chân động tin chị tháo dỡ ra, tháo dày chị thấy rồi. Anh chị đúng không? Tại vì cái body weight mình đứng lên cái chân mình nó chai. Đó là chuyện bắt buộc. Ý mình nam nữ không? Cái body weight đứng ở chân mình, đứt chân mình chai thôi. Mà nó chai rồi nó có thế nào tự nhiên nó mịn không? Mịn màng ra không? Nó no. Nó chai thì càng ngày càng chai hơn thôi. Thấy không? Có rất nhiều người nha, khi mà chị biết là dùng cái chai này trong vòng thời gian chân mình nó smooth lại đúng không? Mà người ta biết được sản phẩm rất tốt, nhưng mà rất nhiều người đó, nếu mà bán cái chai này nó hết chân thì làm sao nó làm chân? Nó mịn màng sao làm chân? Chị nghe câu này rất nhiều không? Nghe nhiều lắm. Thấy không? Nhưng mà rồi chị biết trả lời không? Yeah, một số người thì biết, số người không biết nha. Cái nghe nói vậy thì sao không dám. Nhưng mà cái người thật sự có rất người ta hỏi câu đó thôi. Nhưng mà mình chứng minh cho chị thấy là nếu như mà cái chân ta mịn màng ta làm nhiều hơn. Anh chị đừng có nghĩ rằng cái chân đó nó khô đến nước nó mới vô làm chân. No. Ý mình cái đứa mà nó trẻ chân rất mịn màng giống vô làm chân chứ đâu phải là cái người nào khô nước mới vô làm chân đâu. Nhưng mà trong đầu mình nghĩ thôi. Nha, nhưng mà rất nhiều người đang đau khổ về cái chân này, nó bị nứt chúng gì tao biết cái gì xài gì hết á. Nha, bây giờ mình nói nhớ cái câu này trong tiệm của anh mình thôi à. Lâu lâu mình hay qua tiệm của anh mình đó, mình coi chân nail, tại mình muốn làm sao mình nói chuyện với chân nail mà. Mình ghé tiệm của anh mình đó, thấy có một người khách hàng. Cái khách hàng đẹp lúc nào cũng nhờ mình thấy ông anh mình nói là bao nhiêu năm nay rồi, cái gì trong tiệm có gì là ông làm hết, cái gì mới cũng làm, thích làm gì mới lắm, phụ nữ thích làm gì different phải không? Thì cái người mà cái bữa đó bữa birthday của bạn thì mình thấy làm tay, làm chân, làm eyebrow rồi làm thấy dịch vụ được đủ thứ hết. Kia mình hỏi sao mày không làm chân? Cái nói hồi xưa giờ tao không về tao làm chân nữa đó. Nó hôm nay birthday của mày, mày làm đi, tao kêu một the best mà so cho mày, cho ra làm cho mày luôn cái sản phẩm number one cho mày làm chân. Cái bạn nó không có làm, nói vậy. Cái mình mới hỏi là giống như mày hôm nay mày phải treat yourself, you know, do it pedicure. Cái nó nói, cái cuối cùng nó nói thôi này, tao nói thật với mày, tao muốn làm chân, tao thấy ai làm tao cũng ghiền lắm, mà tại chân tao xấu quá. Tao ngại lắm, có những người tao xấu, tao ngại. Phụ nữ thì sao? Đẹp thì sao? Xấu thì sao? Xấu che lại chứ mà đừng nghĩ là xấu nó đưa ra, nó có rất nhiều người ta đẹp ta khoe ta đưa ra đúng không, có người xấu sao nó che lại. Mà cái mình mới nói nó trời ơi, tao là professional pedicure đây, giờ skin về da đây, có gì đó mày hỏi tao, có chân mày có nứt giống vậy không, nó nô đỡ hơn nhiều, thì mày cầm chai này về xài đi hết liền, nó cầm chai về nó xài đi.